Rồi, tôi xin chào tất cả các anh em càng thủ đam mê cá tầm tổ quốc. Hôm nay tục lên một clip gồm 26 nghìn câu nha mọi người. Thì 26 nghìn câu này đa phần là hàng carbon, hàng ngoại hình tương đối sạch đẹp nha mọi người, đa phần hàng tiễn đem quay. Rồi, để vô cụ thể từng cây cho mọi người xem. Bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước khi anh tổng, nếu hoàn lỗi những clip lên đó, thì anh em cứ gửi về cho shop nha. Rồi, cảm ơn anh em. Thì cái thứ nhất là mọi người một cây cần phíp. Cây cần phíp thì cây này em lấy từ thị trường Nhật về đó, độ mới cái này cơ đâu đó tầm khoảng 95%, rất là mới luôn. Đây keo chỉ rất là mới nha. Thì cái này dài 21, hàng China xuất Nhật, độ cứng cái này cơ tầm khoảng 100 đến 150 nha mọi người, 100 đến 150, khá là cứng. Phen của nó là phen hãng nha, phen hãng lỗi ship luôn á. Lỗ xít của phiên hãng nè, rất là bóng nha, càng còn rất là mới luôn. Tên ở đây đó, càng 21 nha, cứng ra tầm khoảng 100 đến 150. Cái này chỉ cho anh em đi cạo cá đó, câu đáy câu tải chì nặng đó. Thì cái này dài 21, nặng là 275 gram, đọt 3 ly 4, giá công khai cái số 1 giá là 250k cộng ship nha. Tiếp theo cái số 2 thì cái số 2 lên cho mọi người một cây cần carbon. Thì cái này vẫn là một cây hàng carbon, để em xem, lấy từ thị trường Nhật về luôn. Đây cái này không hàng của hàng China xuất Nhật luôn nha mọi người đó. Được cái là chất liệu cây này được làm từ carbon đây đó. Cán hở nha mọi người, cán hở cán 3 khúc, bát tầm bát hãng, khoan là phân hãng đó nha mọi người, phân hãng luôn. Thì cái này cứng 30, dài 24, ngoại hình còn tương đối đẹp luôn nha mọi người, ngoại hình còn tương đối đẹp, có xuất sắc đi ti nè, hay carbon đó, dài 21 cứng, dài 24 cứng 30 đó. Chất liệu carbon. Thì cái này nặng là 235 gram, đọt 2 ly 3. Rồi giá công khai cây số 2 giá là 350k cộng ship nhé. Tiếp theo cây số 3 thì cây số 3 lên mọi người một cây hàng Daiwa. Đây một cây hàng Daiwa chất liệu carbon. Thì cây Daiwa này chỉnh cho anh em câu cảm giác nè đó. Đây phôi sắn găng guốc nè, bát Fuji. Thì cái này cứng 25 và 24 đó, anh em câu trên bè trên ghe rất là ok luôn. Phôi dòng phôi là carbon HS, thì cái này sản xuất tại Korea đó. Carbon là sẵn găng guốc nè, đây này cũng vậy, đọt là đọt tháp nha mọi người, em nhắc lại đọt đọt tháp nha, tháp ở trên này là khúc đọt sợi tiêu tinh đó, đọt đặc. Phen rất là ok nhé. Anh em nào câu hanh cháp, câu cảm giác, câu trên ghe trên bè đó, lấy cái mấy cái này đánh rất là ok luôn. Thì cái này nặng là 195 gram, nặng 195 gram, đọt 1 ly 2. Rồi giá công khai cây số 3 giá là 650k nhé. Tiếp theo cây số 4, cây số 4 lên cho mọi người một cây hàng cẩm gốc. Thì cái một cây cẩm gốc nội địa. Đây hình như là của hàng Navigato đó. Bát của nó là bát Fuji đó, bát Fuji. Ngọn đặc nha anh em, ngọn đặc, ngọn này đánh bao lực hết bài luôn đó. Cạo thoải mái, phen là phen Fuji. Thì tổng thể thì ngoại hình cái này đẹp nhé, đẹp, nhỏ gọn nữa. Độ cứng ra tầm khoảng 30-40 nha mọi người, độ cứng ra tầm khoảng 30-40 thôi. À, cắm gốc 30-40 là anh em đánh cảm giác hết bài, tất cả các phen đều rất là đẹp luôn. Keo chỉ ok hết nè. Chung thì bán cần thì cố gắng sâu cho anh em xem cái này đó. Khúc nói cần rất là ok luôn. Thì cái này nặng là 100, nặng chỉ có 115 gram thôi, đọt là 1 ly 4, giá công khai cái số 4 giá là 750k cộng ship nhé.
hiện rất là đẹp nhé. Tiếp theo cây số 5. Cây số 5 lên cho mọi người một cây cần của Misaki. Misaki là một thương hiệu của như hình như là của Korea nha mọi người, một thương hiệu Korea. Misaki. Thì cây này một cây cắm gốc dài 1m6 nha anh em, dài 1m6, độ cứng ra tầm khoảng 60-80 nha anh em, độ cứng ra tầm khoảng 60-80. Thì đặc biệt của cây này á là nó sử dụng một phen nòng súng nha mọi người. Đây. Fuji 16, phen nòng súng, phen là phen xít hết nha. Đó, tất cả phen là phen xít. Một phen nòng súng nè. Hai phen. Ba phen. Phần trên đây là phen bơm nha, phen bơm. Đây. Phen bơm cũng là phen xít luôn. Đó. Bấm chân trắng, bu của nó là bu chống sắn, bu xít luôn. Thì bộ phen xít là anh em ra mua ở ngoài nó ra tầm khoảng 800 đến 1 triệu rồi, đó, khá là đắt. Tổng thể qua hình thì cái này còn tương đối đẹp nha mọi người, một cây cắm gốc hàng Misaki. Cây này anh em có chỉnh ghe chỉnh bè là hết bài luôn. Rất là đẹp, keo chỉ còn rất là ok nè, đó, phen là phen chỉnh hết chân nha mọi người, đó, chỉnh phen luôn, sứ nó dày hết sức dày. Thì cái này nặng là 280g, đọt 2.4 ly, dài 1m6, độ cứng ra tầm khoảng 60-80, giá công khai cây số 5, giá 1.2 triệu nhé. Tiếp theo cây số cây số 6. Thì cây số 6 lên cho mọi người một cây cần một khúc. Thì cây một khúc này của anh Alpha Taco. Đây. Đó. Dòng Alpha Taco này làm cái bát rất là đẹp nha anh em. Cái bát gỗ nè, đó. Sở sở quăng nè. Thì bát này vẫn là bát Fuji nha mọi người. Bát là bát Fuji. Đây. Rất là đẹp luôn. Cần một khúc, cần mốt, đó. Cần mốt còn rất là ok luôn nè. Thì cây này cứng là cứng 150, dài 1m25 nha nè, dài 1m25, cứng 150. Sở hữu bộ phen Fuji nòng súng xít nha. Này. Fuji 12. Anh em nhìn từ xa bộ phen rất là ngầu nha. Phen xít thắt. Rất là bóng luôn. Đó. Bu là bu chống sắn. Cây này cảo cá, nạo cá gì rất là ok nhá. Phen keo thì còn rất là đẹp luôn mọi người. Đây, đó. Cây Alpha Taco được sản xuất tại China nha mọi người. Đó. Thì cái này nặng là 270g, đọt 2.4 ly. Giá công khai cây số 6, giá là 900 nha anh em, 900 cộng ship cây số 6. Tiếp theo cây số 7. Thì cây số 7 lên cho mọi người một cây cần dạng cần dựng của bên Nhật đó. Đây. Vẫn là cây này vẫn là một cây bộ phen nòng súng nha anh em. Đó, phen là phen nòng súng đây. Đó. Cây này được bên Nhật dựng lại. Thì cây này dài 2m3 nha mọi người, dài 2m3. Keo chỉ đi keo rất là đẹp luôn. Đó. Phen vẫn là phen nòng súng, phen Fuji. Bát là bát Fuji tem vàng. Phen ăn dẫn là vẫn là phen Fuji nha mọi người. Đây. Tomodo gì nè, nó. Phen trên đây là phen Fuji, phen nòng súng. Bu là bu chống sắn. Đó. Bu cũng chống sắn Fuji nè. Xếp luôn nha. Ngoại hình cây này còn tương đối đẹp nha mọi người. Keo chỉ rất là ok luôn. Đó. Nhìn từ xa nhìn rất là đã. Đặc biệt cái này thì cái này nặng chỉ có 100g thôi anh em, rất là nhẹ luôn, nặng 100g. Cái này anh em có thể lấy lua mực cũng được, rất là ok. Đọt 2.3 ly, dài là 2m3, độ cứng ra tầm khoảng 50 thôi. Giá công khai cây số 7, giá là 900 nha anh em, 900 cộng ship cây số 7. Tiếp theo cây số 8. Thì cây số 8 lên cho mọi người một cây cần quẳng, một cây cần phen nòng súng nè, đó. Cái nòng súng Fuji. Từ cái cây này phôi buộc phôi sơn rất là đẹp luôn.
dòng này dòng nội địa nha em, dòng nội địa cán là cán mốt, cán ai qua bá tập bát phù si tam hoàng, phen là phen nòng súng nguyên bộ luôn. Bộ phen này thì anh em về cần này, anh em về câu vô tư, câu mà cần lỗi ha, cần gì á anh em lấy bộ phen ra dựng lại cần khác vẫn rất là ngầu luôn đó. Đây phen nòng súng phen 16 khá là bự nhanh em, lỗi xích nha, bù chống sắn, cần được sơn ánh kim nha mọi người, màu ánh kim rất là đẹp luôn nè. Phen ok hết trơn nha mọi người, không lỗi gì hết nha. Cái này là cái tem đó, băng keo nội địa nha mọi người, đó, hàng nội địa tất cả rất là ok luôn, không lỗi. Cây này anh em có thể câu ngâm, câu tra, câu chép thoải mái nha. Cây này độ cứng ra tầm khoảng 30 nha anh em, độ cứng ra tầm khoảng 30-50 thôi. Có một số anh em đặt em dạng này về câu hanh chấp nè, dám mình đánh cảm giác. Đây nó thể công hình chữ C nè đó. Thì cái này nặng là 260g, đọt 1.8, dài là 2m58, độ cứng ra tầm khoảng 30-50, giá là con hai cái số 8, giá là 1.1 triệu nha mọi người, 1.1 triệu đó, cái số 8 rất là đẹp cái căn. Tiếp theo cây số 9, thì cái số 9 lên cho mọi người một cây còn túi đó. Cây này một cây cần của anh Pha Taco, thì vẫn một cây phen này, phen nòng súng nha anh em, phen nòng súng của anh Pha Taco. Đây cái này căng hở, phôi phôi carbon nha anh em. Bát tầm bát phù si nè, bát phù si anh Pha Taco, phen nòng súng. Thì hàng anh Pha Taco này sản xuất tại China nha mọi người, xuất ra thị trường Nhật. Đây phen nòng súng, bu là bu chống sẵn nha nè. Đây cái này nó hơi bị dơ một tí, anh em có thể về vệ sinh lại giúp nhé. Đa phần cần về là up lên bán cho anh em luôn đó. Hàng này từ Nhật về nên không cần vệ sinh gì nhiều, anh em nào kỹ thì cứ vệ sinh lại nha anh em đó. Phen là phen nòng súng, bu chống sẵn, bu xít. Những cây phen xít đây nè, đánh rất là ok nha mọi người. Đó, ít hao dây nè, giảm ma sát tùm lum tà lưa hết. Thì cái này còn túi, nó cứng 30 và 2m4 nha mọi người, cứng 30 và 2m4, càng còn rất là đẹp luôn. Đó, phen bọng thì rất là ok, giảm đến cảm giác là hết chơi. Thì cái này nặng là 240g, đọt 1.9, cứng 30 và 2m4, giá công khai cây số 9, giá là 1 triệu nha mọi người, 1 triệu cây số 9. Tiếp theo cây số mừng, cây số 10 lên cho mọi người một cây cần không biết của hãng nào luôn. Đó, phôi phôi carbon nha anh em, nhận carbon sẵn nè. Đó, cán là cán mút đi qua. Phen là phen Fuji loại xám, bát tầm bát Fuji. Thì cái này một cây hàng của Korea nha anh em, hàng của Hàn Quốc xuất Nhật nhé. Tất cả phen ok hết, phen Fuji hết nha mọi người, chứ không phải là phen hãng phen gì đâu. Đây bu Fuji luôn, đóng chữ luôn nè. Đó, chỉ có cái tên cần em không biết biết thôi. Đó, vị hàng đấu giá về được cái là phôi carbon, độ cứng cái này ra tầm khoảng 50-80 nha nè, 50-80, nó chỉ cong cái đọt đây nè. Thì cái này dài 2m1, cái này dài 2m1, nặng là 228g, đọt 1.6, giá công khai cây số 10, giá là 650k cộng ship nha. Tiếp theo cây số 11, thì cái số 11 em lên cho mọi người thuộc dạng là siêu phẩm này. Đó, nó siêu phẩm cho có tiếng thôi chứ loại này thì em cũng ít thấy. Đây một cây cần Olympic, thì cây Olympic này, một cây cần Olympic, phôi là phôi xăng ít nha nè, phôi là phôi xăng ít đây. Đây rất là đẹp, bát là bát Fuji Japan nè.
Thì cây này dài H7, độ cứng là 60. Hồ sắn nè mọi người, thấy không? Dạng sắn nhất. Dạng carbon hai da đó, anh em báo hai da. Có hình con ngựa nữa nè, rất là đẹp luôn. Sau lưng này cho anh em thấy. Sẵn rất là ngầu nha mọi người. Quay kỹ cho anh em. Phen của nó là phen Fuxi nha mọi người, phen Fuxi loại xám bát Fuxi, phôi là phôi carbon sẵn ít. Đọt thấp đó. Đọt tháp này thì đánh cảm giác khỏi khỏi chơi à, không còn gì bằng hết. Bu đời ba cũng là lỗ xám nha nè, Pussy lỗ xám. Càng ngoại hình còn tương đối đẹp nha, ngoại hình cây này trên 90% nha. Rất là đẹp luôn. Thôi là hết chơi. Thì cái này nặng là 315g, đọt 2 ly 3, độ cứng là độ cứng 60. Rồi giá công khai cây số 11, giá là 1 triệu nha mọi người, 1 triệu cây số 11. Tiếp theo cây số 12. Thì cây số 12 lên cho mọi người một cây, vẫn là một cây carbon hai da. Thì cây này một cây hàng của NFT nha anh em, một thương hiệu khá nổi tiếng NFT. Carbon sắn hai da. Carbon này carbon bua lắc. Bát Pussy tam vàng. Cây này khá là ok nha mọi người, hàng khá là tiếng. Fan là fan Fuxi loại xám, bu là bu Fuxi. Phôi carbon sắn thì rất là ok nha anh em, không lỗi lầm gì hết. Cây này thì fan của nó bị gãy chân đây đó, độ xi quá gãy chân này, còn rất là chắc nha anh em, lớp keo ở trong không ảnh hưởng gì nha, đảm bảo với anh em bao test luôn nha, anh em cứ test cái fan nào nhúc nhích thì trả hàng lại nha. Đó, việc fan nó thế, nhìn cần này cũng tương đối rẻ nha anh em, bao test cần luôn. Đó, fan nó đây, đó, cần sau thì em báo anh em vậy thôi, em muốn để nguyên zin của cái cần. Thì cái này nặng là 275g, dài 2m7, độ cứng ra tầm khoảng 50-80. Độ cứng ra tầm khoảng 50-80. Carbon hai da rất là đẹp luôn. Rồi giá công khai cái số 12, giá là 750k anh em, giá khá là hời á, 750k cộng ship. Tiếp theo cây số 13 đó. Rồi cây số 13 lên cho mọi người một cây hàng săn hàng đó. Thì cây này bộ phen biển nha mọi người, bộ phen biển. Phôi của nó là phôi carbon. Đây, bộ phen biển. Lỗi xít luôn nha mọi người, lỗi xít luôn. Đây, để xem lỗi xít hay chứng thương. Lỗi giống lỗi xít nha anh em. Phen biển lỗi xít. Thì phen này chắc là phen hãng đây. Đó, phen hãng. Bát hãng nè, đó. Thì cây một cây săn hàng cứng 120, dài H7 đó, phen là phen biển đây, nhìn từ xa nó đây đó, cứng 120, dài H7. Thì cái này được sản xuất của hàng Romit. Hàng Romit này là một hàng của hàng Korea nha anh em, Hàn Quốc sản xuất đây đó. Phen biển nha mọi người, bù trong sắn, bù hãng luôn. Thì cái cứng 120 dạ 7 là chỉnh cho anh em lên bầu lực này đó, mình bầu lực sân hàng đó, câu chép cho lăn xe đi biển nè, rất là ok luôn. Tổng thể ngoại hình thì còn tương đối ok nha mọi người, còn tương đối ok, chỉ có phen thì có vài phen nó bị oxy hóa thôi, cứ anh em về lau chùi lại là ra hết nè. Đó, quay kỹ cho anh em xem luôn đó. Đây phen này, phen trên đây, tất cả phen dưới đây là ok hết nha. Không thôi anh em cứ để câu bình thường, không ảnh hưởng gì hết nha. Thì cây này nặng là 400g, đọt độ 4 ly 2, vì độ cứng nó rất là cao, độ cứng ra tới 120 lần.
Rồi, giá công khai cái số 13 giá là 850k cộng ship nha. Tiếp theo cái số 14. Cái số 14 lên mọi người một cây hàng của Shimano. Thì cây Shimano là một cây Shimano hàng China xuất Nhật nè. Đó, mã code đầy đủ nha. Thì cây này để là 80, dài 3m. Thì theo test thì độ cứng G tầm khoảng 50-80 thôi, chứ không hơn được đâu. Đó. Độ cứng cái này tương đối dịu. Đó, dạng anh em chỉnh cho anh em cầu lăn xe, cầu cha chép đánh cảm giác là ok nhất. Phen của nó là phen Fuji. Đó, phen là phen Fuji. Đây mọi người. Bát là bát Fuji Shimano. Cần còn tương đối đẹp nha mọi người, cần tương đối đẹp. Simithi nè. Phen ok hết nha. Thì cây này cũng có sơn, lớp sơn là ánh kim mọi người, sơn ánh kim. Bô là bô chống sắn, bô xít nha mọi người. Đặc biệt bô chống sắn, bô xít. Cần của nhà Shimano làm. Keo chỉ thì ok hết nha mọi người. Keo chỉ ok hết. Đây. Phần sơn ánh kim mình rất là đẹp nha. Cây này chuẩn cho anh em câu lăng xê, câu ca, câu chép. Đó. Câu cá chê, câu chim. Đó. Rất là ok nha. Thì cái này nặng là 250g, đọt là 2D2. Giá công khai cây số để coi cây số 10. Giá công khai cây số 14, giá là 850k cộng ship nha. Tiếp theo cây số 15. Cây số 15 lên cho mọi người một cây cần 3 khúc. Thì cây 3 khúc này, một cây 3 khúc em lấy từ thị trường nội địa về nha. Đó. Đây, lúc đầu nhìn vô tưởng Gamma nhưng mà Grappler gì nè. Đó. Thì cái này dài 3m3, voi là carbon 6x. Phen là phen Fuji loại xám nè. Đó. Bô chống sắn. Bô là bô xít nha nè, bô xít màu chè. Đây. Tất cả các khớp nối nó đều bọc cái lớp bảo vệ ở ngoài nè. Đó. Keo chỉ ok hết nha nè. Foil carbon. Đó. Carbon 6x. Càng rất là ok luôn, rất là đẹp luôn. Anh em nào cao lăng xe lấy mấy cái này đánh khỏi thất bại. Anh em đánh con lăng xe miền ngoài á. Đó, đang mùa lạnh giờ chừng nào nước ấm lại cá chép ăn rất là ok nha, rất là nhiều luôn. Đó, săn mấy cây này về đánh cảm giác khỏi chê. Thì cái này nặng là 350g, đọt 2L2, giá công khai cây số 15, giá là 850k nhé. Độ cứng cái này ra tầm khoảng 50 thôi nha anh em, độ cứng ra tầm khoảng 50 thôi. Tiếp theo cây số 16. Thì cây 16 lên cho mọi người một cây hàng dạng hàng carbon pha. Đó, carbon pha. Thì cái này của hàng Mimisa nha nè, hàng của Mimisa. Thì dòng cần này đặc biệt một cái á, nó là hàng carbon pha. Chỗ bộ phen là bộ phen xít nha nè. Phen xít đây, phen xít chân xám, đỏ xít. Sử bóng nha, bát Fuji nè, tem vàng. Phen dẫn từ khúc này lên bu á, là phen lá nha mọi người, phen lá Fuji nè, đó. Phen lá chân đen nè, rất là hiếm luôn. Đó. Em nói thiệt thì phen lá chân đen này mà có hư cái lỗi gì không biết ở đâu thay luôn. Đây, nhưng mà nó rất là bền nha nè, rất là bền và đẹp. Tất cả phen keo chỉ phen ok hết nha, không lỗi nha mọi người. Bô chống sắn thì cần có định vị luôn. Đó. Thì loại carbon pha này nè, được cái là độ dịu, nó dịu là dịu nguyên cây luôn nha nè. Đó, nó cong là cong nguyên cây luôn, đánh rất là ok, cảm giác rất là nhiều nữa. Đó. Thì em đã nhấn mạnh rồi. Thì cây này cứng 50, dài 3m. Thì cái này nặng là 40g, 400g, đọt 3L8. Giá công khai cây số 16, giá 1 triệu nha mọi người. Đây, test đọt cho mọi người xem. Đây, thì cong hình chữ C được nè. Đó. Rồi, giá công khai cây 16, giá 1 triệu nhé. Tiếp theo cây số 17.
Cây số 7 lên cho mọi người một cây phiên lá. Thì cây phiên lá là một cây cần của Ryobi. Thì cây này cũng chiên cho anh em câu chép đây. Đó, dạng chiên câu chép cơ cảm giác. Thì cây Ryobi là một cây Ryobi phiên lá foil for carbon. Bát là bát Fuji tam vàng. Đây. Thì cây này dài 3m3 nha mọi người, dài 3m3. Cần rất là đẹp luôn. Thì cây sản xuất tại Korea nha anh em, hàng sản xuất tại Korea, tem đầy đủ, mã code đầy đủ. Độ cứng cái này ra tầm khoảng 30-50 thôi nha anh em, độ cứng ra tầm khoảng 30-50 thôi. Được cái phôi dưới phen nó rất là đẹp. Đó. Anh em nào câu chép câu lăng xê thì đánh cái này. Đó. Chiên về chép và lăng xê. Bu chống sắn. Bu chống sắn bu xít. Thì phen lá này là phen xít hết nha mọi người. Keo chỉ rất là ok luôn. Rồi cho mọi người xem. Cần thì không còn gì phải chê hết. Chỉ có cái độ dịu của nó cao thôi. Đó. Thì cái này nặng là 315g, đọt 2 ly 2, độ cứng ra tập khoảng 30-50. Giá công khai cái số 17, giá là 1 triệu nha mọi người, 1 triệu cái số 17. Đây, test tàu công cho anh em xem. Đó. Tiếp theo cái số 18. Thì cái số 18 lên cho mọi người một cây cần đai qua. Thì dòng này một dòng đai qua Holy Lock, dòng carbon whisker. Thì cái này dài là 3m9 nha anh em, dài 3m9, độ cứng là độ cứng 50. Phôi của nó là phôi carbon 6X nè. Đó. Phen là phen Fuji màu xám. Đây nè, dòng carbon wicker Gromex. Phen rất là đẹp luôn. Bu của nó là bu bu xít nha anh em, bu xít. Phen rất là chuẩn. Thì cái này đảm bảo với anh em độ mở trên 90% nha. Đó. Carbon sẵn nè, dạng này carbon hai da nha mọi người, hàng nội địa, keo chỉ ok, bát là bát đây qua, bát đề cao nha nè, thì đa phần bát đề cao để làm cái gù này nè, cho anh em chụp cái tay vô là vừa cái tay luôn nè, đó, rất là ok nha mọi người, em lên cho mọi người là mấy cái cây bát đề cao này thế này. Rất là ok. Thì cái này nặng là 350g, đọt 2 ly 1, giá công khai cái số 18, giá là 800 nha anh em, 800 cộng ship cái số 18. Thì cái cứng 50, dài 39. Hàng này cũng kén. Hàng này cũng kén khách nữa, vì nó 39 thì rất là cao, dài rất là dài luôn. Đó, chỉ có anh em đánh gần, đánh lăng xê thì đánh cái đó thôi. Tiếp theo cây sổ 19. Cái số 19 lên cho mọi người quẳng một cây cần đai qua Holy Lock. Thì một cây cần đai qua carbon wicker. Thì cây này dễ bán hơn. Cây này cứng 50, dài 3m, dòng Gromex carbon wicker. Phen vẫn là phen Fuji loại xám nè. Đó, đây. Phen về thì em chưa vệ sinh nè, đóng bụi nè mọi người. Đó. Mọi người cứ về vệ sinh lại giúp em nhé. Phen là bu của nó bu xít nha anh em, bu là bu xít nè. Carbon thì nó sẵn tới ngọn nè, anh em có thể nhìn kỹ. Sẵn hết chỗ chê luôn. Sẵn gần guốc nha. Cần rất là đẹp. Cái này đảm bảo với mọi người là trên 90% nha anh em. Đó. Phôi for carbon 2 da, dòng carbon whisker. Cái này chỉnh cho anh em câu tra, câu chép, câu lăng xê. Đó, cứng 50, dài 3m, 3 khúc, rất là nhỏ gọn. Thì cái này nặng là 285g, đọt 2 ly, giá công khai cây số 19, giá 950k nha anh em. 950k cộng ship cây số 19. Tiếp theo cây số 20. Thì 20 là một cây cần đai qua Holy Lock. Đây anh em, đây là Holy Lock carbon 2 da. Đây qua Holy Lock. Thì cái này dạng hàng hai da nha anh em, carbon hai da, phen là phen Fuji đỏ xám. Bát là bát Fuji tam vàng, bát sạch ben. Đây, sẵn gần guốc cho mọi người. Thì
thì dòng hai da thì sẵn tới ngọn luôn. Đó. Cây này cứng 50 và 21. Đó. Chuẩn cho anh em câu trên ghe, trên bè nè. Đó. Nhỏ, gọn, ngắn, tiện lợi. Phen lỗ xám hết nha anh em. Đó. Phen lỗ xám hết. Thì đây, nó vẫn dính bụi nè. Anh em có thể vệ sinh lại giúp em. Đó. Bù bù trong sẵn. Đó. Bù bù lỗ xám, bù phu si. Vôi sẵn tới ngọn luôn, à, sẵn ít. Chung thì em quay cần thì em quay cố gắng quay chậm và kỹ cho mọi người xem. Đó. Cứ mọi người cứ ưng cái nào chốt để lại số điện thoại liên hệ của anh em và anh em cứ báo chụp hình cận cảnh đó cho anh em. Đó. Rồi cái này nặng là 325 g, đọt 2 ly 7, cứng 50 và 21, giá công khai là 950k cộng ship nha. Cây số 20. Tiếp theo cây số 21. 21 lên cho mọi người quấn một cây cần đã qua hai ly lóc. Đó. Carbon sẵn ít. Phen ok nha nè, phen lậu xám nè. Đó. Sẵn găng guốc rồi. Đó. Bát tà bát cô si tem quang. Thì cái cứng 50 và 27 nha anh em, cứng 50 27. Phôi là phôi sẵn ít. Đó. Thì cái này có xuất sắc nè, đó. Không ảnh hưởng tới phôi hết trơn nha mọi người. Phôi thì đảm bảo với anh em chắc khỏe. Phôi sẵn ít. Những cây này độ nảy rất là cao nha anh em. Đó. Càng rất là đẹp luôn. Có xuất sắc li ti vài điểm. Thì cái này nặng là 375 g, đọt 2 ly 6. Giá công khai cây số 21, giá là 900 nha nè, 900 cộng xếp cây số 21. Thì do nó có xuất sắc li ti nè, nó cứng 50 hạt 7 nha. Tiếp theo cây số 22. Thì 22 lên cho mọi người một cây cần đa qua hơi lấp. Thì dòng Holylock này vẫn là một cây Holylock carbon 2 da, nhưng mà cây này 2 khúc nha nè. Đó, cây này cứng 50 2 khúc. Ờ, cứng 50 3 khúc nha. Cứng 50 3 khúc. Thì cây này dài 3 m nha anh em, dài 3 m. Chữ cho anh em câu cha câu chép lần C. Phôi là phôi carbon sẵn ít nè, đó. Nhìn rất là đẹp luôn. Thôi cái này thì bao chuẩn rồi, à, không có xuất sắc gì nhiều hết, rất là đẹp. Bù nó đây, à. Bù ok. Được cái là cây này thì phen nó hơi bị oxy quá và rỉ phen một tí nè, đó, bị soi cho anh em xem. Cần thế nào báo anh em vậy thôi. Đây, chân phen thế này nè, đó. Nhưng mà không sao anh em, rất là cứng nha. Còn keo rất là cứng luôn, à, yên tâm. Đó. Về đánh thoải mái, đó, đánh vệ sinh thoải mái. Cái này đánh tầm khoảng 4-5 năm nữa không ảnh hưởng cái gì nha. Đó, chân keo nè. Thì cái này cứng 50, dài 3 m, nặng là 417 g, đọt 2 ly 6. Giá công khai cây số 22, giá là 1 triệu nha. Tiếp theo cây số 23. 23 lên cho mọi người một cây tay qua carbon vít cơ. Thì dòng carbon vít cơ này một dòng carbon sẵn ít, nhưng mà sẵn ít dạng sẵn ít đen nha mọi người. Đó. Đây nè, sẵn ít bát bát phú si Japan. Thì cái này dòng nội địa nhé. Cái này cứng 30, dài 3 m, chuẩn là C. Đó, câu chép rất là đẹp. Cái này có một số anh em thích về hạ phen xuống làm cần lua. Đó. Vì phôi cái này rất là chắc nha nè, sáng ít nè. Đó. Rất là đẹp luôn. Thì cái này keo ok, chỉ ok, phen ok. Phôi thì bao và chuẩn luôn. Đó, bao chuẩn cây này. Rất là đẹp. Thì cái này cứng 30, dài 3 m, hàng nội địa, nặng là 350 g, đọt 27, giá công khai cây số 23, giá là 1 triệu 2 nhé. Tiếp theo cây số 24. Thì 24 lên mọi người một cây tai qua cán dẹp. Đây này, một cây pencil grips. Thì cây này cây tai qua cán dẹp bát tà bát tai qua nè, nó phen là phen fuji đỏ xám.
thì cây này sẵn gân guốc rồi, dạng carbon thay da. Cây này dài 2m5 nha nè, dài 2m5 carbon sẵn ít, dòng dòng nội địa nha mọi người, dòng nội địa. Độ cứng cây này ra tầm khoảng 80 đến 100, đọt đọt tháp đây, đọt vẫn được tháp sẽ tiếp tinh sẵn gân guốc nè. Đó, keo chỉ ok, bu là bu chống sẵn, bu là bu xít nha nè, bu xít màu chè. Đây, quay gần anh em xem. Đó, rất là ok nhá. Đây, khúc này khúc tháp của nó đây, thôi là phôi sẵn gần guốc, nhìn từ xa là rất là ok nhá. Độ cứng ra tầm khoảng 80. Đó, thì cái này dài 2m5, nặng là 285g, đọt 2 ly, giá công khai cái số 24, giá là 1 triệu nha mọi người, 1 triệu 24. Tiếp theo 25, thì 25 lên cho mọi người một dạng cần cái này xịn sò nè. 25 lên cho mọi người một cây cần đai qua Holylock carbon Vicker, sở hữu bộ phen là bộ phen xít nha nè, bộ phen là bộ phen xít nè. Đó, nhìn từ xa rất là khác biệt so với mấy cần kia, góc gù, cái gù chỗ cái đít của nó cũng còn rất là khác nha mọi người. Đó, càng này sản xuất tại Taiwan, càng rất là đẹp luôn. Đây qua Holylock bát, đây qua bát cũng rất là khác luôn nè. Hồi của nó là phôi sắn nhất nè, cúc ngọn nè, cán cầm. Cái này cứng 50, dài 2.3 nha nè, cứng 50, dài 2.3. Phen là phen xít, phen rất là ngầu luôn. Carbon lít cơ, carbon thay da. Bu của nó là bu xít luôn. Nói chung là cây này nguyên bộ phen xít hết nha mọi người. Keo chỉ ok, rất là đẹp. Cây này dạng về sân hàng, đánh cha, cầu chép, rất là đẹp. À, thì cái này cứng là 50, dài 2.3, nặng là 355g, đọt là 21, giá công khai cái số 25, giá là 1.3 triệu nha mọi người, 1.3 triệu cái số 25. Tiếp theo lên cho mọi người cây cuối cùng, cây số 16. Thì cây số 16 lên cho mọi người một cây hàng phen lá, thì cái hàng này rất là hiếm luôn. Thì sao nó hiếm đây? Vì đây là một cây phen lá, mà một cây phen lá mà nó độ dài là 3m6 nha nè, dài 3m6 nhưng mà độ cứng của nó là 100. Đó, rất là hiếm mấy cây phen lá mà dài với cứng như thế này. Đa phần những cây phen lá em bán nó độ cứng nó ra tầm khoảng 50-80 là cùng thôi, nhưng mà được có chiếc này về một cây cứng 100, dài 3m6. Thì cây này cứng 100, dài 3m6. Phen của nó là phen lá, phen xít nhanh em, độ mới cái này gơ đâu đó tầm khoảng 95%, rất là mới luôn. Hàng đây qua được sơn ánh kim, hồi là hồi sáng găng guốc nè. Đây người bắt tay qua rất là đẹp, hồi này rất là đẹp luôn. Cứng trăm này thì anh em 3m6 anh em có thể câu gần được rồi. Đó, câu gần chân hàng. Đó, lăng C. Đó, keo chỉ phôi rất là đẹp. Đây, chụp đầu lóng nè. Đó, chụp đầu lóng với bu nè, bu chống sắn. Cây này rất là hiếm luôn, hiếm mới có mấy cây này. Phôi phôi HZ cứng trăm, dài 3m6, mã có đầy đủ nè, hàng Taiwan, đây qua rất là đẹp cây cần. Thì cây này nặng là 355g, đọt 2 ly, đọt 2 ly 2, độ cứng là 100, dài 3m6, giá công khai cây số 26, giá là 1.8 triệu nha nè, 1.8 triệu cây số 26. Rồi, đó tổng cộng 26 cái cần lên cho mọi người hôm nay. Nếu mọi người ưng cái nào chốt lên làm số điện thoại tự động liên hệ mọi người nha. Rồi, cảm ơn em.